Chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các bạn đừng xoay quanh cái không gian bó hẹp mà bao nhiêu năm nay mình vẫn sống. Hãy bước ra đây để tiếp nhận những cái công nghệ mới, những cái ý tưởng mới, những cơ hội mới dành cho các bạn. Cảm thấy rất là khó khăn về gia đình và làm như thế nào để thuyết phục được gia đình.